Kiatisak Senamuang là huyền thoại của bóng đá Thái Lan khi sở hữu thành tích ghi bàn cực kỳ ấn tượng với 251 pha lập công sau 339 trận. Cựu danh thủ sinh năm 1973 đã nổi danh khắp Đông Nam Á từ những năm đầu tiên của thế kỷ 21. Danh tiếng là vậy, nhưng Kiatisak đã khiến bóng đá Thái Lan hay thậm chí cả Đông Nam Á phải sốc khi quyết định gia nhập một đội bóng hạng nhất tại Việt Nam vào đầu những năm 2000 là Hoàng Anh Gia Lai. Để có được chữ ký của Zico Thái, Bầu Đức đã phải chi khoảng 100 triệu đồng mỗi tháng, chưa kể tiền lót tay. Thậm chí Bầu Đức chịu chơi đến mức tuyên bố trả cho Kiatisak mức lương cao hơn các đối thủ 20% và chuyển trước 2 năm lương vào tài khoản của Kiatisak đi kèm cùng với nhiều chế độ đãi ngộ như biệt thự, xe hơi. Chính xác thời điểm đó Bầu Đức đã trả cho Kiatisak mức lương 7.000 đô la Mỹ trên một tháng. Đây là mức lương khủng nhất tại Đông Nam Á và cao gấp nhiều lần cầu thủ nhận lương cao nhất Việt Nam là Lê Minh Đức 1.500 đô la Mỹ trên một tháng. Bầu Đức từng chia sẻ khoảng năm 2000 nói đến Kiatisak, cả Đông Nam Á ai chẳng biết. Anh là chân sút mà đội bóng nào trong khu vực cũng muốn có. Nhưng lúc ấy, đến cả Liên đoàn bóng đá Việt Nam cũng chẳng dám mơ, chứ đừng nói gì đến các đội bóng đang thi đấu ở V-League. Và càng không thể nói đến Hoàng Anh Gia Lai, một cái tên phô xanh ở tận núi rừng Tây Nguyên đang chơi ở hạng nhất không mấy ai biết đến. Nhưng lúc đó tôi nghĩ khác, tại sao mình có tiền, có khả năng thuyết phục lại không thử một phen? Được hay không được, thử mới biết. Tuy báo chí vào cuộc rầm rộ, nghĩ tôi nổ để PR, chính quyền địa phương cũng không ngớt lời khuyên ngăn. Họ nói là tôi chơi ngông. Tuy nhiên mọi lời đồn đoán đều chấm dứt vào ngày 17 tháng 2 năm 2002 khi Kiatisak và đồng đội là tiền vệ Chu Kiat đến Việt Nam để chuẩn bị thi đấu cho Hoàng Anh Gia Lai. Trong khi đó, báo chí và người hâm mộ Thái Lan cũng đồng loạt lên tiếng phản đối thương vụ này bởi không thể có chuyện tượng đài sống của bóng đá xứ Chùa Vàng lại đến chơi cho đội hạng nhất tại Việt Nam. Truyền thông Thái Lan đã liên tục đăng tải nhiều bài viết với tiêu đề Hoàng Anh là đội nào, Gia Lai ở đâu? Về Hoàng Anh Gia Lai, Kiatisak thi đấu cùng các đồng đội Trịnh Duy Quang, Nguyễn Văn Đàn, thủ môn Trần Quốc Tuấn, tiền đạo Dương Minh Ninh, Trung Ngọc Cảnh ở giải hạng nhất mùa giải 2001-2002 và giành được vé lên V-League. Trong những năm sau đó, câu lạc bộ đã xây dựng được một đội bóng được người hâm mộ Việt Nam đặt tên là Dream Team sau khi các tuyển thủ Thái Lan như Jusit Chalepsan, Chukiat Nusarung tới đầu quân tạo thành bộ xương sống Thái Lan cho đội bóng. Bầu Đức bổ sung thêm cho bộ khung này một đội hình gồm hầu như toàn tuyển thủ Việt Nam bằng các bàn hợp đồng với thủ môn Võ Văn Hạnh, các hậu vệ Nguyễn Mạnh Dũng, Nguyễn Phi Hùng, Trịnh Duy Quang, Lương Trung Tuấn, các tiền vệ Lê Quốc Vượng, Nguyễn Văn Đàn, Nguyễn Hữu Đang v.v. các tiền đạo Văn Sĩ Hùng, Nguyễn Việt Thắng, Nguyễn Minh Hải, Ngô Quang Trường. Với đội hình trên, câu lạc bộ lập thành tích đoạt ngôi vô địch V-League 2003 sau khi vừa mới lên hạng và bảo vệ thành công danh hiệu của mình ở mùa giải 2004. Đồng thời đội cũng giành luôn hai siêu cúp quốc gia các năm đó. Sau 5 năm khoác áo Hoàng Anh Gia Lai từ năm 2002 đến năm 2006, thời gian cuối Zico Thái vừa là cầu thủ vừa là huấn luyện viên trưởng câu lạc bộ. Bên cạnh đó, Kiatisak đã nhận được giải thưởng thành tựu của câu lạc bộ khi chia tay. Sau khi rời Hoàng Anh Gia Lai, Kiatisak cũng giải nghệ thi đấu chuyên nghiệp và thi đấu vài trận cho đội tuyển quốc gia. Sự xuất hiện của Kiatisak đã tạo nên lịch sử hào hùng cho đội bóng phố núi. Cho tới thời điểm hiện tại, đó vẫn là hai lần vô địch duy nhất của Hoàng Anh Gia Lai tại giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam.